Chào chị nhá. Con nhớ em không? Hả? Vẫn nhớ à? Chào ông nhá. Ông này là anh trai ông sâu. Ông tên gì nhỉ? Dằng. Ông Trần. Ông Trần. Bạc Trần Công. Cũng không nghe được luôn. Không nghe được. Chào ông Trần nhá. Không biết rồi. Không không. Chào ông Trần nhá. Không nghe được. Không biết. Ông Trần có cái mũ đẹp nhờ. Mũ đẹp mà. Thế ông sâu điếc cái nói chuyện kiểu gì? Ông nói chuyện với ông Trần kiểu gì? Không biết rồi. Dạ. Dùng tay vẽ. Không hiểu rồi. Dùng tay vẽ thôi. Nó không biết nói. Đâu. Không biết nói. Không biết nói. Bài viết cái này nặng quá lắm rồi. Không nghe được. Không biết nói. Rồi. Nhà toàn người câm với điếc này thì biết nói chuyện kiểu gì? Giấc lúc nó bé ra rồi. Nó cầm từ lúc bé ra rồi. Thế ông này đánh mình hay ông khác? Ông nào? Ông nào? Ông điếc thì mệt lắm. Rau gì đây chị? Rau dạ? Đu đủ. Ná đu đủ à? Ừ. Ôi món tủ rồi. Đu đủ với cái gì đây ạ? À? Rau dớn. À đu đủ với rau dớn à? Ừ. Cho em ăn cơm với được không? Ừ. Nay không có tiền đâu nhá. Nay hết sạch không có nghìn nào luôn đấy. Nên cho ăn. À rủ có canh gì? Canh chuối à? Canh chuối. Canh chuối có ốc có ếch gì không? Không có. À, mỗi chuối với ná nốt thôi à? Ừ. Đáng nhẽ là ở dưới xuôi người ta có ốc, có đậu. Đấy, mình không có. Thế cái món này bao giờ mới ăn? Cái này bao giờ mới ăn? Lấy vào làm cùng nhau ăn cơm đây luôn. Thôi, cái này để bán phải không chị? Thôi, không không ấy đâu. Có một tí này mà ăn mất thì này, nếu bán được bao nhiêu tiền một xiên này hả chị? 6.000 một xiên à? Ừ. 2, 4, 7 con đấy. Đây không nửa. Giá? Thiếu à, 3. À, thiếu à? Ăn rồi à? Phải ăn không? Phải chị ăn, nhà chị ăn rồi không? Đây này. Thiếu. Cặp thiếu à? Ừ. Ủa thân ông Trân nhà. Trần, Trần. Ông Trân. Trần. Ông Trần á? Lý Văn Trần. Lý Văn Trần. Nhà gia đình ông sâu các bác ạ. Khó khăn lắm. Không thấy bữa nào có thịt. Chỉ thấy có rau. Hôm trước thật sự với các bác ăn cái món mẻ của nhà ông ấy phèng đúng là hết hồn hết vía. Thật sự với các bác món đấy phèng không thể thật sự là không ăn được. Món đấy là ai cho? Món đấy ai cho chị? Cái món cái hôm nọ ai cho? Cái chua chua. Họ cho à? Họ cho à? Cái nhà em về xe ấy. À. Trên đường ấy. Mình không có đâu à? Cái Huế này ai đi bắt? Chị bắt à? Thế bán cho em nhá. Bán mang đây ăn. Bán chỗ này để ăn. Bây giờ mà mang xuống để làm ăn nhá. Ừ này chết rồi. Hả? Cũng không biết luôn. Bốn mươi hai nghìn. Đấy luôn. Em mua chỗ này. Mua cái này. Nhưng mà bây giờ phải làm lên cùng ăn. Bây giờ bỏ xuống ăn. Nhá. Chị cũng không biết nhỉ. Chị... Chào chào chị nhá. Vâng. Thôi, không quay mặt đâu, sống ạ. Thế chị lên đây học xem làm gì. Không.
Bây giờ bỏ đường đây xào luôn anh nhỉ? Vâng. Có phải trần qua nước không? Có, dù qua đi mới xào được. Vâng. Thôi đi. Nhưng mà từ từ em bảo để lại hai xiên để cho nhà ăn. Mình chỉ lấy hai mấy bằng lấy xiên nào. Cái này để lúc khác ăn. Mấy cả xiên đấy, xiên đấy anh lấy hết đấy, không có. Nhưng mà mua hết trả tiền hết. Đào chết rồi. Tôi là tuổi mình. Đào chết tôi là tuổi. Đào chết cho chị xem. Hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Hôm trước có một bác ở bác ấy lấy Phèng thì tên là Phèng Phèng. Đấy. Bác ấy đặt tên cho bác ấy, biệt danh cho bác ấy là bác Pipi. Bác ấy ở Việt Nam thôi, ở Hà Nội. Bác ấy là một trong những người Phèng rất là ngưỡng mộ. Cái Facebook của bác ấy rất là nổi tiếng luôn. Bác đấy là một trong những người viết sách. Bác rất là thương hoàn cảnh gia đình này, bác ấy gửi cho 3 triệu. Đấy. 3 triệu thì thực ra các bác cũng là Phèng là bảo các bác bảo là mua quần áo, nhưng mà hôm nay là do công việc là vội quá Phèng chưa mua. Mấy ở quần áo thì Phèng cũng chỉ mua 1-2 bộ thôi cho đủ mặc thôi. Còn đâu Phèng sẽ giúp là trong thời gian tới mà có tin vui từ một cô nữa để giúp là làm một việc lớn thì Phèng sẽ dành vào đó để mua thức ăn. Đấy, bác thì là bác đã bác thông tin cho Phèng ấy thì đã thông tin rồi, nhưng mà Phèng thì chưa nhận được điện thoại trở lại. Nên là Phèng chưa dám công khai. Ui ồ. Đấy thấy chưa? Đông chưa? Đấy đông chưa? Đấy, chị nhá, chị bảo là chị bảo chị không được quay chị nhá, xong là chị cứ bảo là chị đi lên đây thì em quay kiểu gì? Hả? Chị đây là hàng xóm này à? Vâng. Đây anh em nữa thôi. Anh em à? Đây là cháu dâu. Thế không giúp được gì cho nhà họ ấy à? Ờ, nhà này cũng không có ông chồng đâu, cũng không có biết giúp đâu. Không. Ba mẹ con có đơn đâu, cũng không có gì giúp ông đâu. Không có chồng à? Thế sao có em bé được? À đây là có con của thím thôi. Thế chị có em bé không? Có con không? Có. À, thế à? Không, một đứa còn bé. Thế chị ở đây ăn cơm với bọn em không? Không ạ, chị ở đây ăn cơm nhá, ăn cơm với mọi người luôn. Bằng này sợ có đủ không ấy? Dạ. Làm hết có được không? Thôi, anh ơi, hạ lốt đây. Không sợ không đủ. Làm nhiều vào mới đủ. Em chỉ làm 2 con. Nào đi bắt tiếp nhá. Dạ. Một đêm bắt được mấy con này? Một đêm bắt được 5-6 gắt đến. Nhưng mà chị đi bắt buổi đêm hay buổi bán sáng? Đêm mới có rồi. Hai vợ chồng đi bắt à? Ừ. Mình bà đi. Thế ông ấy không đi à? Ừ. Ông ấy con này nó kêu nhiếp nhiếp, ông ấy điếc làm sao nghe được nhỉ? Ông điếc. Thế sao mà quay mà lên tivi mà không thấy mặt anh toàn. Dạ. Và quay tìm thấy mặt anh. Mặt em xấu. Nhìn mặt khiếp quá nên là không dám quay. À. Thế là chị cũng xem em à? Ồ, thế còn hôm nay về lại thấy xem mình trên tivi nhá. Thế hôm nào chị cho em sang nhà chị chơi. Nhưng mà chị bảo là không được quay chị thì em sang kiểu gì? Ồ, ông Trần này. Khổ lắm các bác này. Đôi chân... Ông Trần này hôm nào mình vào cũng thấy chỉ mặc quần đùi thôi. Ông không có phần dài mà. Trần... Không... Những yêu chào... Ờ. Ông ấy thả rông để cho mát. Nói thế chứ ông vất vả lắm, các bác nhìn cái quần áo này. Ông ấy vất vả nhất ở đây chưa? Nhà này nhờ. Thế nào ông Trần này ở với ông sâu ở lâu chưa ạ?
con bé. Thế là ông Trần này nuôi ông Sâu từ bé à? À ông Sâu nuôi ông Trần từ bé. Đây chân bị làm sao này? Ui ôi. Oh. Bị làm sao? Đi làm chân đâu ấy. Đây là cái kiểu hạ ông này đi lính về xong lây ông này hay nào? Vâng, cây chối về cho con nổ đấy. Ông này đi bộ đội á? Ờ, ông này trước kia đi bộ đội mà. Nhưng mà điếc ấy, đi bộ đội kiểu gì? Lúc đi chưa điếc. À. Đi chưa điếc, không bay về bị điếc nặng này. Nhưng mà ngày trước ông bảo ông còn bị thần kinh cơ mà. Ông bị tâm thần mà. Không biết đâu. Nhưng đây là người ở Vĩnh Phúc nên thôi cũng không biết đâu. Thế à? Tâm thần thì ông bác kia rồi. Ông bác kia mất rồi. Ông mà đánh ông này ấy. Đây. Ông hay đánh ông này ấy. Đây, ông kia chết rồi, chết lâu rồi. Nhưng mà ông này cũng bị đơ này. Ông này đơ này đi chăn trâu, ông kia sai không được, ông kia toàn đánh ông này thôi. Phải không? Đâm bây giờ mới điếc nữa. Cái ông anh đợt trước đánh ông đâu? Có chị khuyên gì em cái? Chết rồi. Ôi, trả lời câu cụt ngôn. Nhưng mà chị, ông này là đợt trước là có một ông anh đúng không? Ông ấy ác, ông đánh ông này đúng không? Hay đánh không? Lấy vợ, lấy chị, ông ấy còn đánh không? Vẫn còn đánh nữa. Hả? Nhưng mà chị này cũng không nhanh nhẹn đúng không? Chị này cũng chậm chậm đơ đơ à? Chậm chậm đúng không? Không biết, không giỏi. Tham khổ nhìn con người biết ngay các bác ạ. Ăn suốt ngày ăn rau này. Ông Trần đang nhìn phèn đắm đuối. Dạ. Ăn rau nhưng mà cái chỗ ngủ cái kìa là lại ngủ lại không có vách ngăn gì cả, thông tuông với nhau hết. Không ai nhìn thấy. Nhưng mà ông này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hôm trước bảo nhỉ? Ông điếc. Ông này ông sinh năm 73. 73 70 nhỉ. Ông này ông điếc à? Ông bao nhiêu tuổi rồi? 52 rồi. 52. Ừ, là sinh năm 70. 71. Thế ông này chắc nhưng mà anh ruột à? Anh ruột à? Anh trai, bảy mấy rồi đấy. Anh trai nhỉ? Anh trai mà bảy mấy rồi, phải sáu mấy đâu, năm mấy đâu. Thế ông Sâu không lấy vợ cho ông này à? Cầm quá. Cầm quá, cầm thì còn cầm quá đấy. Cầm là được rồi, cầm quá. Lấy tìm cho ông một bà. Đây, lại sắn nữa các bác. Lại một mẻ sắn nữa này. Đấy. Làm bánh ăn đi. Làm bánh à? Người ta có bánh ngô, bánh khoai, bánh các thứ. Nhà ông Sâu này chỉ có bánh sắn thôi các bác. Này có món rau dớn này. Rồi rau ấy này. Rồi chuối này. Đấy, đi qua cho đi chú. Dạ. Nhà cổ cũng nghèo lắm. Nghèo lắm ạ? À? Nghèo bằng ông Sâu này không ạ? Ờ, nhiều như thế. Cái nhà cũng rách hết đấy. Nhưng mà ông đấy có bình thường có ưu tiên những người già leo đơn không nơi lương tựa, cần các mạnh thường quân giúp cái ăn cái ở. Thứ hai là cần những người khuyết tật như các ông đây. Nhà kia có khuyết tật không ạ? Có nói có. Bây giờ mình cứ phải ưu tiên những người khuyết tật đã. Mình chung tay giúp những người khuyết tật trước. Sau đó là chúng ta mới qua những người khuyết tật thì mới đến những người khác. Nhà này là cần thiết lắm. Bởi vì cả cuộc đời của họ vất vả lắm rồi. Đến bây giờ là cũng không có gì cả. Nhà cửa thì cũng thật sự với các bác là em không biết nói như nào đây này. Toàn tranh tre nứa ná vách nịa này thôi. Ước mơ của gia đình ông Sâu điếc là có một ngôi nhà. Về, về để hôm nào
Ơi, sách nhưng mà có điếc đâu, vẫn nghe được. Đây các bạn, là cái hôm trước có một cô Huệ, cô gửi cho mấy can mỡ. Đấy, hôm qua thì cũng có một bác bình luận trên kênh của Feng, là Feng cho nhà anh xài, anh sai chăn trâu một can. Đấy, cho anh sự một can, cho cháu xài một can là ba can. À đâu, xin lỗi các bác. Là Feng cho nhà anh xài một can này, anh xài chăn trâu ấy, anh xài chăn trâu một can này, bà ông bà leo đơn một can này là hai can này, và cho nhà cháu xài một can là ba can. Thì các bác hỏi là tại sao lại có một can ở nhà anh Sự nữa, thì báo cáo với các bác là cô Huệ ở Hạ Long đấy, cô ấy có gửi Feng ba can, gửi cho bạn Ước năm can, thì Ước cho ai cũng được, cho trên ông ngài bà dở, cô dở, còn đâu Feng thì cô bảo là giúp cho ông bà neo đơn, còn đâu một can thì cho Feng, còn một can còn lại thì cho ai cũng được, nhưng mà Feng giúp cho ông bà neo đơn một can, và giúp cho cháu xài đi cùng Feng một can, và một can nữa thì Feng giúp cho anh xài chăn trâu. Đấy, để cho các bác biết, không hỏi là không, các bác nghĩ là Feng cho ở đây xong lại đòi lại, xong lại cho chỗ khác. Cái can mà ở nhà anh Sự ấy, là chính là cái can mà bạn Ước cho, chứ không phải Feng nhé. Cho cái gì đấy, nước mắm à, nước gì đấy à? Vậy à, đây à. Chào nhá. Ờ. Nhà ở đâu đấy? À đấy à, sinh năm bao nhiêu? Có em bé rồi đúng không? Ui dồi ôi, bao nhiêu tuổi nhỉ? 6 năm nay 6 tuổi. 6 tuổi à? Lấy chồng ở đâu? Sao không đi học nữa mà lại lấy chồng rồi? Cái em bé mấy tháng rồi? Ờ. Trời ơi, chẳng chịu đi học gì cả, thấy khổ vất vả chưa? Bây giờ tự nhiên người ta đang bằng tuổi mình, đang đi chơi, mình đã làm mẹ rồi. Quá là vất vả. Rõ tình gái. Đây là món vũ nữ chân dài các bác. Cái chảo gang này các bác này nó dày, rất là dày luôn, nên là đun thoải mái, nó không bị cháy. Trang đến đây là thấy bà con hàng xóm đến chơi rất đông luôn. Ở bên ngoài kia là chỗ nhà của bà Lưới, bà già neo đơn mà làm cốm ấy, bán cốm ấy. Ở bên ngoài cách đây một đoạn xa xa, năm ngoái là Feng cũng giúp làm nhà đấy, nên là Feng quay vào nhà ông Sâu này thì là mọi người đây đến xem Feng, mấy cả cũng nghĩ là Feng đến là sẽ có tin vui. Thật ra là nhà ông Sâu và ông Trân này là cũng có một tin vui rồi, nhưng mà Feng chưa nhận được tin vui nên là Feng chưa dám công khai với các bác. Cũng mong là nhận được tin vui sớm nhất để chia sẻ đến các bác. Món ngoé này, tiếng tay ngoé là gì? Quyệt. Nhìn như kiểu con gái phải không? Con gái của bà đây à? Không phải chứ? Nhìn cháu, nhìn giống. Cái này đổ nước vào là được à? Đổ nước vào là đảo là bỏ ra. Đi bắt mấy hôm đây chị? Mấy buổi? Một buổi. Một buổi à? Một buổi tối. Chưa bán à? Chưa mang đi bán? Nhưng bây giờ còn không? Buổi tối? Còn. Sao không đi bắt nữa à? Con này...
À, nhưng mà con này là bắt từ hôm nào chứ phải hôm qua đâu. Tối qua. Vâng. Tối qua. Ui. Cái sấy nó đã khô thế này á. À, anh tưởng là phải nó phải được mấy hôm ấy chứ. À. Có được 6.000 một xiên à? Vâng. 6.000 một xiên. Nè, chỉ biết đi bắt ngoé này để lấy tiền thôi. Còn biết làm gì nữa không ạ? À? Không biết làm gì. Hết ngoé thì làm nào ạ? À? Biết làm cái gì. Chị thích nhà mới không? Không, vâng. Ui. Không biết nước sột gì. Rồi, om sòm cái lên nào. À, được rồi, được luôn rồi. Ui, thơm thế nhỉ? Thơm quá. Ông khô này mà chơi nhỉ? Thơm, thơm. Chơi nào không thơm mà. Đúng biết. Món này các bác ở dưới Hà Nội, các bác nhìn đây cả khóc thét. Cho em đây. Này. Ăn đi. Ngon lắm các bác. Món này có măng nước măng chua ấy nấu. Uống bia thì ngon tuyệt vời luôn. Mày qua hôm nay vào đây được ăn cơm với ngoé. Món vũ lữ chân dài các bác nhá. Chân dài như ở chân hoa hậu luôn. Ui. Thế chồng đi làm gì à, Cún? Làm bếp Hà Giang à? Ừ. Có hay về không? Ừ. Ông đi rửa tay ơ. Ông điếc không biết nói này. Không biết nói chuyện kiểu gì ồ. Không mặc quần dài. Quần đùi. Đi lên ăn cơm. À. Vừa rửa rồi, được rồi. Sai rồi. Đi ăn cơm không? Được rồi. Ừ. Không ăn. À. Tưởng vừa đi rửa về rồi. Ồ, được. Cho ông đi rửa tay. Ông tí hỏi lại các bác. Ông cho ông nọ có 1.000. Cho anh cho thêm 500 nữa. Có xem là tí nữa. Xem mà hỏi xem còn tờ 500 không. Nước ở đây sẵn nhỉ. Cho ông rửa tay. Ông điếc. Nói chuyện ông điếc mệt. Không biết nói chuyện kiểu gì. Ông điếc đẹp trai nhỉ. Rồi. Đi ăn cơm rồi. Cái nhà của ông điếc này. Không biết nói chuyện kiểu gì. Nghiêng ngả hết rồi. Được mỗi cái lèn láng qua bằng bê tông. Cún ơi vào ăn cơm. Cún ơi. Mình nhỏ ăn cơm. Bật cho chú cái điện. Dạ. Mấy chị bật điện. Ui, ôi trời ơi. Ôi. Chờ ông điếc ngồi đâu nhỉ? Ê, ông điếc ngồi kia. Trẻ con, mày xuống ăn cơm con. Đi xuống ăn cơm. Có cái xuống ăn cơm. Hả? Không ăn cơm á? Chị bảo bọn nó ăn cơm đi. Ăn đi. Xuống đây ăn ngoé. Đi, nhìn nhìn về đây ăn ngoé. Hả? Ui trời ơi, ôi, cơm cháy đen xì xì này, đúng là. Ui trời ơi. Ông nghèo quá, có tiền mua chưa nồi điện ơi. Nồi này mới ngon.
Nồi đấy ngon. Ngon mà nó cháy. Cháy mới ngon. Cháy thơm à. Thế chỗ này là bao nhiêu xiên ngoé nhỉ? Ôi, thế cộng trừ chân chia mệt lắm, bây giờ đói không? Ăn cơm anh Cún ơi. Cún ơi xuống ăn cơm. Ăn cơm ơi. Ừ, thôi, kệ đi. Ngang. Mày ông ăn cơm nhá. Mày món món rau dớn với à đu đủ các bạn. Là đu đủ. Ngon lắm. Đang đói. Đói ai ngon. Ngon hết nhá. Ông suốt ngày mặt bẩn, nghe ăn xì xì. À đây ăn cái thôi, có thịt đâu. Đây là thịt đây. Thịt đây ai? Thịt đây. Rau sống. Thịt. Rau tươi. Thịt. Miếng thịt này ngon quá. Chát quá. Ui nè. Ông Trần này. Ông Điếc nè. À rồi. Làm cái này. Mời các bác nha. Ngon lắm. Anh Thủy ơi, vào ăn cơm. Ôi trời, về đây nhìn lên. Về đây cùng em, ngồi đây. Về ăn ngoé. Mà ngoé này ngon thật. Bác ấy xào cho cái gì vào ấy. Này mấy chị ở dưới thủ đô nhìn thấy ngoé khóc khét. Ngon mà. Ngon. Tối nay có đi bắt nữa không chị? Dạ. Tối nay có đi bắt ngoé nữa không? Đi bắt. Tối bắt nữa à? Thế chỗ này là bao nhiêu tiền? Bốn năm nghìn à? Thế bây giờ giả 45.000 nhá. 45.000. Không biết nói à? Đây. 45.000 đây. Nhâm. Rồi. Cảm ơn. Cẩn thận rơi nhá. 45.000 tiền ngoé. Còn cái tiền thừa còn lại là tiền mua thức ăn này, mua rau này. Đấy nhá. Cảm ơn chị cho em ăn cơm nhá. Ông Sâu ơi. Cảm ơn nhá. Có tiếc mệt. Ông Trần này không biết nói chuyện kiểu gì. Hỏi ông. Ông Trần còn bao nhiêu tiền? Ông Trần. Mua gạo mua rau cho nó hết rồi. Ôi giời. Hôm nọ tròn. Không mua rau cho nó ăn trước. Nó già rồi, có sức khỏe yếu rồi, có ăn cửa cơm mua rau cho ăn dần nữa. À, thế là tiêu hết rồi à? Mua rau cho nó ăn cơm rồi mà. Khổ quá. Cả hai vợ chồng này có dám dùng của nó đâu. Mua nó ăn chung chứ. Không, mua rau cho nó khác ăn rồi. Thế còn tiền của mình? Tiền của mình. Mua gạo, mua mỡ đó, chia mì chính, các thứ đó, mua... Cho con được nộp tiền, các thứ hết rồi.
Thế cấy lúa chưa? Cấy rồi. Cấy rồi à? Cấy hết chưa? Hết rồi. Có nhiều không? Ít thôi, ruộng ít thôi. Thế thôi nhá, em đi về đây. Chào nhá. Quá, đây các bác nhìn này. Giờ nó đen ngòm ngòm rồi bởi vì nhựa chuối các bác này này. Đấy, đáng nhẽ người ta có ốc này, có đậu này, có thịt này, có các thứ thì mới ngon. Mình không có. Đây, đây. Khó khăn quá. Thôi, chào ông Trần nhá. Ô, Trần. Không biết nói. Thế là tối vẫn ngủ chung với nhau ở chỗ này đấy ạ. Đây các bác chia sẻ với các bác. Đây là của ông Trần nhà. Ông Trần ngủ đây. Đây. Úi dồi ôi. Gối bằng cái ghế này không đau đầu à? Ôi. Trả cấp quà cho nó mà. Đây này. Quà quà mà. Đấy các bác nhìn này. Đấy, bên kia là phòng của ông Điếc, vợ chồng Sâu Điếc. Thông tuông này luôn. Đấy, cái phòng là cái bức ngăn ở đằng trước cửa bàn thờ mới ở đằng sau rồi thôi. Này, chỗ này mưa gió nó ẩm mốc nó chảy vào trong nhà. Ao ước là có được một cái nhà mới. Cũng mong là điều tuyệt vời đến với ở gia đình. Bởi vì cũng có chia sẻ là quá một nửa đời người rồi, bây giờ còn mấy 12, 30 năm nữa. Cứ ở như này thì thiếu thốn vất vả quá. Cũng mong là nhận được tình cảm, tình thương từ quý khán giả. Cho ông một, cho gia đình nhà ba người này đều là những người khuyết tật hết, có một mái nhà tình nghĩa tình thương. Đây, chỗ ở thông tuông luôn, đáng nhẽ phải có một cái rèm đây nhưng không có. Rồi, video này của Feng Feng chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Feng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bác. Chào ô. Về à? Vâng, về ôi. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Em chào chị nha. Ừ. Chào ông nha. Rồi, chào ông nha. Khổ lắm các bác. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.